Dự toán data xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở video tiếp theo hôm nay, em xin cùng với mọi người tìm hiểu một số nội dung mới trên bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh được ban hành theo quyết định số 615 ngày 21 tháng 12 năm 2020. Và phần thứ hai đó là ứng dụng trên phần mềm dự toán data để cập nhật cái bảng giá ca máy này vào trong cái việc mà lập cũng như là quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh. Thì đi ngay vào nội dung đầu tiên, đó là tìm hiểu một số điểm cần chú ý đối với bảng giá ca máy này. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, bảng giá ca máy thì như đã nói ở trên là được ban hành ngày 21 tháng 12 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Bảng giá ca máy này cũng thay thế bảng giá ca máy số 1854 ban hành ngày 31 tháng 12 2016. Cái bảng giá ca máy này thì có một số cái điểm căn cứ để tính toán và ban hành thì bao gồm như sau. Đầu tiên là các cái hệ số chi phí thì theo quy định tại thông tư 11 và được sửa đổi bổ sung theo thông tư 02. Thông tư 11 ngày 26 tháng 12 và sửa đổi bổ sung theo thông tư 02 2020. Cái nội dung thứ hai mọi người cần chú ý đó là cái giá nhân công dùng để tính toán là theo quyết định số 52 ngày 20 tháng 2 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố bảng giá nhân công. Đây chính là cái quyết định mà hiện hành về phần nhân công ở địa bàn tỉnh. Cái nội dung tiếp theo cần chú ý nữa đó là cái mức nhiên liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy, đó là cụ thể sẽ bao gồm là giá điện là 1864, xăng là 12818, dầu diesel là 10191. Đây cũng là một nội dung rất là quan trọng trong quá trình các anh chị áp dụng. Lý do là thế nào? Đây là cái giá nhiên liệu gốc của cái văn bản 1615 này. Trong trường hợp mà mình làm dự toán mà cái giá nhiên liệu nó không trùng với cái mức nhiên liệu này thì mình phải tiến hành cái việc là bù giá. Đấy, cho nên là cái việc nắm được cái mức nhiên liệu này cũng tương đối là quan trọng. Còn các cái nội dung khác thì cũng giống như bảng giá ca máy trước đây thôi và cũng giống bảng giá ca máy của các tỉnh khác thôi. Ban hành cho rõ ràng đầy đủ cho tất cả các loại máy này, được theo thông tư 11 á, theo các loại máy này. Rõ ràng từ tất cả các chi phí và được sắp xếp như thế này. Thì cái file này là được up lên ở trên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Anh chị nào cần thì có thể tải về theo đường link em để phần dưới phần mô tả của video. Sơ qua một chút về cái việc mà tìm hiểu về quyết định 615 thì ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, đó là áp dụng cái bảng giá ca máy này vào cái việc lập dự toán ở trên phần mềm Meta. Thì ở đây như anh chị thấy em đã có phần mềm Meta ở đây rồi. Trong trường hợp mà các anh chị chưa cập nhật hay là chưa cài được phần mềm thì có thể vào website là dutoaneta.vn để tải cái bộ cài về để cài đặt, hoặc liên hệ trực tiếp với em Trịnh theo số điện thoại là 0916 946 336 để được hỗ trợ và trợ giúp về cái việc cập nhật phần mềm. Chuyển sang cái phần áp dụng thì bước đầu tiên thì ta cũng như là cái dự toán bình thường thôi, ta sẽ vào tải đơn giá này, tải đơn giá ở đây ạ, tải đơn giá chọn đến Bắc Ninh để tải về. Sau đó thì sẽ chọn tỉnh Bắc Ninh, chọn Bắc Ninh ạ. Bước tiếp theo thì ta sẽ ở cái phần bên này là tất cả những cái phần định mức 10 mà hiện hành ta đang áp dụng để lập dự toán, thì ta sẽ tích chọn những cái đơn giá phù hợp. Ở đây thì có khảo sát lắp đặt sửa chữa thí nghiệm vật liệu và xây dựng. Riêng phần xây dựng thì ta tách riêng ra là hai nội dung riêng, đó là PCB 30 và PCB 40. Thế thì anh chị làm theo nội dung nào thì có thể tích chọn, ví dụ như ở đây mình sẽ dùng theo PCB 40, đúng không ạ? Nội dung thứ hai sau khi tiếp theo sau khi mà chọn được đơn giá rồi thì ta sẽ tiến hành là tra cứu các công việc. Thì cái này các anh chị làm cũng tương đối là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Chẳng hạn như là các công tác có mã hiệu thì sẽ gõ trực tiếp vào đây, hay là tìm theo tên thì sẽ gõ trực tiếp cái tên nó vào đây. Sơn đi, một công tác sơn đi. Đó thì sẽ ra các công tác về sơn thì mình sẽ chọn công tác phù hợp. Đó, hay là tra theo các cái từ khóa mà các anh chị nhớ về cái công việc đấy, được không ạ? Xong xong cái việc vào tra cho mã cho công việc thì ta sẽ vào cái khối lượng cho công việc. Và khối lượng thì về cơ bản có hai cách, một là vào trực tiếp khối lượng này, hai là vào diễn giải ở dưới này. Đó, diễn giải ở đây. Đây. Thì tất cả những cái diễn giải của công việc ở dưới chân công tác sẽ được tổng lên đây. Cái cách thứ ba đó là ta sẽ tiến hành vào theo kích thước. Cách này thì cũng một số anh chị quan tâm sử dụng thì sẽ vào theo cái số cấu kiện này và độ cao thì nhập vào phần mềm nó sẽ lập tức nó tính toán ra cho mình, được không ạ?
Thì ở cái này xin nhắc lại một lần nữa, đó là khi mà tra ở tiên lượng thì nó sẽ chưa có giá ngay. Lý do là đây là phần định mức 10, chưa phải là tỉnh Bắc Ninh thì chưa có bộ đơn giá cho cái nội dung định mức 10 này, cho nên ở tiên lượng thì cha chưa có giá. Cái việc này là việc hết sức bình thường, không vấn đề gì cả, được không ạ? Chuyển đến phần vật liệu thì ở đây là tất cả những vật liệu chúng ta dùng ở bên phần tiên lượng. Ở đây các anh chị sẽ điền cái phần giá thông báo vào cái cột giá TB này giúp em. Thì ở đây có thể vào chuột phải này, lắp giá thông báo cho cơ sở dữ liệu. Đây là cái giá công bố giá niên sở của tỉnh Bắc Ninh. Đó. Tuy nhiên là cái công bố giá niên sở này cũng không được đầy đủ tất cả các giá. Đó. Chỉ có bao gồm những cái giá vật tư cơ bản như là xi, cát, đá, sắt thép hay là gạch ngói các loại thôi. Thế thì làm thế nào để lấy được các cái mức giá khác? Thì ở đây người ta có hỗ trợ cái tính năng là lấy giá vật liệu gốc này. Đấy, anh chị chọn chuột phải này, lấy giá vật liệu gốc. Sau đó thì áp cái giá của 105, 106 vào trước, được không ạ? À, sau khi áp giá của 105, 106 vào thì ta sẽ tiến hành tiếp tục cái lắp cái giá của mới vào. Đó. Thì ở về lắp giá thì sẽ có ba cái tính năng lắp như sau: cao nhất, thấp nhất và nâng cao. Lắp giá cao nhất, thấp nhất thì ta cứ lấy giá cao nhất, thấp nhất thì phần mềm nó tính cho mình thôi. Còn riêng về phần nâng cao thì sẽ cho ta được nguồn, nguồn vật tư. Ví dụ như phần xi măng thì có đến 7-8 cái nguồn ở đây cơ. Anh chị thấy cái nguồn nào phù hợp thì sẽ tích chọn để áp. Đó, ta sẽ tích chọn thế này. Sau đó thì chọn là áp các mục đã chọn ở bên dưới. Thì lập tức phần mềm nó sẽ áp dụng cho mình. Sau khi lấy tham khảo giá theo 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 bộ đơn giá cũ cũng như là áp giá vật tư mới xong thì ta sẽ rà soát và điều chỉnh giá lại. Ví dụ như ở đây có cái đầu tư là sườn phủ chưa có cái nội dung nào gợi ý giá thì ta sẽ tiến hành điều chỉnh nốt vào cho nó phù hợp, được không ạ? Đó. Xong thì ta sẽ hoàn thiện phần vật liệu. Với Bắc Ninh thì không có cước vận chuyển cho nên là ta làm đến mức này là xong rồi. Chuyển cho phần nhân công thì ở đây, nhân công ở Bắc Ninh ta vẫn áp dụng theo quyết định 52. Các anh chị thao tác như sau: chuột phải ạ, chọn lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu, sau đó chọn tải về, chọn theo quyết định 52 và áp dụng. Thế là xong, rất đơn giản và nhanh chóng. Chuyển sang phần máy thi công thì cũng áp dụng tương tự như áp dụng nhân công thôi, ta cũng chuột phải này, lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu, sau đó thì áp dụng theo quyết định 615. Nếu anh chị nào chưa có thì bấm giúp em nút tải về nhé. Được chưa? Đó, và chọn áp dụng thì lập tức nó sẽ áp cái giá theo quyết định 615 vào đây. Tuy nhiên ở phần ca máy thì là đến bước này là chưa xong. Lý do là tại sao? Thì ở phần đầu video em có nhắc đến một cái phần đó là giá nhiên liệu gốc. Thế thì cái giá ca máy theo 615 được xây dựng theo cái mức giá nhiên liệu gốc cụ thể như thế này. Thì trong quá trình làm nếu như mà cái giá nhiên liệu của mình nó không trùng với giá này thì mình phải tiến hành bù giá lại cho nó phù hợp. Thì tiến hành ở trên phần mềm như thế nào? Ở trên phần mềm ta làm như sau: tích vào dấu bù giá, chọn sang bảng tổng bù giá ca máy. Ở đây thì do là nhân công thì ta không bù cho nên là ta sẽ ở cái phần dưới này chọn bỏ bù thợ lái đi. Một cái điểm cần chú ý nữa đó là lương thợ lái các anh chị chọn theo thông tư 15, định mức hao phí mọi người chọn theo thông tư 11, được chưa? Sau đó thì chọn phần bảng giá nhiên liệu ở đây. Mọi người điều chỉnh cho em hai nội dung như sau. Đầu tiên là phần giá gốc sẽ điều chỉnh theo quyết định 615. Đấy. Cụ thể ở đây, giá điện là 1864,44. Giá xăng là 12818. Và giá dầu diesel là 10191. 10191. Phần giá hiện trường ta sẽ điều chỉnh theo cái giá hiện trường mà mình sẽ tính trong công trình này. Em lấy bất kỳ một cái giá, ví dụ ở đây, chẳng hạn như là diesel 13.000, điện là 1.900 và xăng là 17.000. Em lấy giá bất kỳ để cho nó thấy cái sự chênh lệch. Thì sau khi anh chị điều chỉnh cái giá vào đây, thì lập tức là gì ạ? Nó sẽ dùng cái giá hiện trường này đối chiếu với giá gốc này, ra phần chênh lệch này, được không ạ? Và nhân với hao phí của từng hệ định mức máy để ra được cái phần chênh lệch, và nó sẽ cộng với cái giá thông báo ở đây để ra được cái giá hiện trường, được không ạ? Thì có thể tăng có thể giảm tùy theo cái việc mà nhiên liệu mà so với cơ sở gốc nó tăng hay giảm anh chị nhé, chứ không phải là bù, tức là tăng lên có trường hợp là giảm xuống. Ví dụ như cái xăng này của mình nó không phải là giá xăng dầu thời gian tới giảm thì rõ ràng lúc này mình sẽ bù âm, được không ạ? Đã, ra được phần này. Sau khi đã điều chỉnh xong được giá vật liệu, nhân công và máy, ta sẽ về tiên lượng này, chọn cái phần tính lại đơn giá định mức này và chọn tính theo giá hiện trường. À, tích thêm cho em cái phần tự động tính lại nhé và chọn tính lại, thì lập tức nó sẽ dùng giá gì ạ? Vật liệu này, nhân công này, máy này,
tính lại và điền cái giá và tiên lượng cho mình. Đó. Bước tiếp theo là ta sẽ chuyển về bảng tổng hợp kinh phí hạng mục. Thì ở cái bảng này hiện tại là sẽ dùng mẫu thông tư 02 trực tiếp. Đó, thông tư 02 trực tiếp. Sau khi chọn được mẫu bảng thì ta sẽ vào phần hệ số chi phí xây lắp. Chọn giúp em cái loại công trình phù hợp. Nhớ là chỗ này là thông tư, là chọn thông tư 09 nhé. Đó, và loại công trình phù hợp. Đó, và đóng lại. Sau đó chọn phân tích công trình một lần để nó đồng bộ tất cả những dữ liệu và tính toán ra cái bước cuối cùng cho mình. Được không ạ? Nội dung tiếp theo, nếu như mà cái hạng mục này hoàn thiện rồi và có các cái hạng mục tiếp cần làm thì ta sẽ chuột phải này, thêm hạng mục mới vào và tiếp tục làm ở các cái hạng mục sau. Đó, được không ạ? Tiếp tục làm ở các hạng mục sau tương tự như hạng mục vừa rồi. Đó, rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Tương tự như các hạng mục kia. Đó. Em thao tác nhanh một chút nhé. Tác nhanh thôi. Đó, rất là nhanh chóng. Trong trường hợp mà ta đã hoàn thiện rồi hoặc là muốn tính tổng hợp kinh phí hạng mục, à em xin lỗi, đó là tính cái tổng mức đầu tư tổng hợp kinh phí đó, ta sẽ chọn bảng tổng hợp kinh phí ở dưới này. Đó. Bước cuối cùng là ta sẽ tiến hành xuất Excel, nếu như mong muốn, hoặc là new phần mềm lại, new một hai phần mềm lại để sử dụng cho các công trình sau, được không ạ? Đó. Như vậy là qua một vài bước ta đã có được một cái dự đoán nhỏ nhỏ và áp dụng cái những cái văn bản quyết định mới nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Rất mong là anh chị theo dõi và thực hiện thành công. Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc gì, vui lòng liên hệ lại với ETA để được hỗ trợ. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.